One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, người kể sử. 11:30, ngày 30 tháng 4 năm 1975, là một khoảnh khắc lịch sử với dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm trường kỳ kháng chiến, đất nước cuối cùng cũng được thống nhất. Thế nhưng, người Mỹ vẫn chưa chịu buông bỏ mọi thứ. Trong những năm cuối cùng ở đây, CIA đã thảo ra một bản kế hoạch hậu chiến nhằm chống phá Việt Nam lâu dài, cho mục đích cuối cùng là đưa chế độ Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Vậy thì Mỹ đã tính kế phục quốc cho Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Thực tại hấp hối. Quay trở lại với năm 1973, khi Hoa Kỳ ký vào Hiệp định Paris theo điều khoản có lợi cho Việt Nam, họ đã nhận định được sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Theo tài liệu được Lầu Năm Góc giải mật, cuộc nói chuyện giữa Nixon và Kissinger trước ngày ký hiệp định 3 tháng đã thể hiện rõ điều này. Kissinger từng nói, phải tính toán hết sức máu lạnh thôi, vì tôi thuận theo đà lịch sử. Nam Việt Nam đằng nào cũng không tồn tại được, chỉ cần qua được giai đoạn này, 1-2 năm nữa sẽ chẳng ai quan tâm. Lúc đó, nếu miền Nam Việt Nam sụp đổ, ta sẽ đổ tại họ yếu kém. Chỉ 1-2 năm nữa thôi, thưa Tổng thống. Vậy nhưng, đó là những tính toán ở góc độ chính trị, còn về quân sự thì không. CIA vẫn chưa chịu buông bỏ. Họ cho rằng vẫn còn một con đường khác để lật ngược thế cờ. Đó là hậu chiến, một kế hoạch chống phá Việt Nam lâu dài sau thống nhất, với mục đích là đưa chế độ Việt Nam Cộng Hòa trở lại Nam Việt Nam. Đây là một kế hoạch dài hơi và đầy tham vọng. Ngay cả những gì mình trình bày trong video cũng chỉ là một phần trong rất nhiều phần của cả kế hoạch này. Với việc quân giải phóng tất yếu sẽ giải phóng hoàn toàn Nam Việt Nam, Mỹ chấp nhận thực tế này, đồng thời có ý đồ lợi dụng việc này để tiến hành một số dự tính chiến lược như sau. Đầu tiên, đó là chuẩn bị lực lượng và cô lập Việt Nam. 1. Việt Nam thống nhất sẽ trở thành đầu đề cho mối mâu thuẫn Liên Xô và Trung Quốc. Mỹ sẽ lợi dụng mâu thuẫn ấy và khai thác thêm để ly gián Trung Quốc và Việt Nam, khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia này ngày càng xấu đi đến mức độ gián đoạn ngoại giao giữa hai nước. Mỹ sẽ cô lập, không giao thiệp, mua bán gì với Việt Nam. Cả những nước thân hữu của Mỹ cũng sẽ theo chủ trương này. 2. Việc bị cả Mỹ lẫn Trung Quốc cô lập sẽ dẫn tới khả năng Việt Nam bị bao vây nặng nề. Áp lực với Trung Quốc từ phía Bắc cộng lại với áp lực bạo loạn ở miền Nam sẽ đẩy Việt Nam tới một thời điểm đặc biệt khó khăn. Liên Xô và các nước Đông Âu sẽ giúp đỡ Việt Nam nhưng không thể đi xuyên qua lãnh thổ của Trung Quốc nữa, nên sẽ chậm và khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn, không đối phó kịp với một tình thế dồn dập vì bị thiếu thốn vũ khí, đạn dược, lương thực, quân trang, quân dụng. 3. Trong trường hợp tình trạng đặc biệt khó khăn như vậy xảy ra với Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ giúp cho các toán quân Việt Nam Cộng Hòa mà Hoa Kỳ đã di tản ra nước ngoài trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và nuôi dưỡng các căn cứ lân cận Việt Nam trở về đổ bộ để mở các mặt trận mới tấn công. Nếu trong nước còn có các phong trào dân chúng ủng hộ tự do thì còn thuận lợi cho hoạt động của những toán quân trở về hơn nhiều. Thứ tư, nếu các hoạt động quân sự của lực lượng ngụy quân đổ bộ này đem lại kết quả, một chính phủ lưu vong sẽ được thành lập. Và khi nào các hoạt động quân sự thắng lợi tới mức kiểm soát được khoảng 1% lãnh thổ, 1% dân chúng Việt Nam và có các đô thị, chính phủ lưu vong sẽ trở về công bố chính sách trung lập phi liên kết của miền Nam Việt Nam. Và đương nhiên, để đi được tới mức thảo ra cả một kế hoạch công phu như vậy, CIA chắc chắn là đã có sự chuẩn bị trong nhiều năm, trước cả khi Việt Nam Cộng Hòa đứng trước nguy cơ sụp đổ. Quay trở lại với năm 1968, sau sự kiện Tết Mậu Thân, dù quân giải phóng bị tổn thất rất nặng nề, mất tới 1/3 lực lượng và nhiều cơ sở trong nội thành bị lộ, nhưng thiệt hại từ phía Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ cũng không hề nhẹ. Người Mỹ nhận ra rằng 3 năm tìm diệt với vô số bom pháo gần như không thể khiến đối thủ yếu đi mà còn mạnh lên. Chính vì vậy, những hoạt động tình báo và cài cắm gián điệp đã được thực hiện ngay sau năm 1968. Theo kế hoạch này, chúng sử dụng những cán bộ quân giải phóng bị bắt
hoặc những phần tử đầu hàng phản bội, dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc, khống chế, đưa trở về lại hàng ngũ cách mạng để hoạt động nội gián. Một số cái tên có thể kể đến như Võ Tám, Nguyễn Tấn Đức. Những nhân vật này sau đó đều bị công an Việt Nam điều tra và tóm gọn. Để tiến hành một cuộc phá hoại lật đổ, đương nhiên cần phải có lực lượng. Và thế là chiến dịch Baby Leaf được mở ra với mục tiêu là đưa hàng ngàn đến hàng chục ngàn trẻ em tới Mỹ đào tạo từ nhỏ, để sau này có thể quay về tấn công Việt Nam. Phía Mỹ tuyên bố đây là những đứa con lai mồ côi và việc đưa chúng tới Mỹ là thể hiện trách nhiệm cuối cùng. Thế nhưng thực tế thì chỉ có rất ít trẻ mồ côi được đưa đi, còn lại là những đứa trẻ bị bắt phải xa cha mẹ, thậm chí là có cả trường hợp bắt cóc. Điệp viên CIA Frank Snap trong cuốn Cuộc rút chạy tán loạn đã viết như sau. Ở chi nhánh CIA bắt đầu nghiên cứu khả năng người tị nạn sắp rời Việt Nam làm tình báo sau này. Những người này sẽ hợp thành mạng lưới tình báo sống, trà trộn vào nhân dân tại các vùng bị cộng sản chiếm đóng. Một tổ chức tị nạn ở Bangkok sẽ được thành lập theo mục đích này. Ngay tại Việt Nam, một quan chức CIA phụ trách phản gián cho rằng phải xây dựng tức thì một mạng lưới tại chỗ để cung cấp cho CIA tin tức của chế độ cộng sản. Trong trường hợp tất cả những bước ở trên thành công, sẽ đến với bước thứ hai, đó là sử dụng những quân bài đã được cài ở lại. Ở đây là luật sư Trương Đình Du lập một liên minh gồm những chính khách và nhân vật đầu não của các khối người Nam như là Phục Hưng miền Nam, Liên Trưởng Tân Đại Việt, Công giáo miền Nam, v.v. Những lực lượng này sẽ cố chiếm Tây Ninh làm an toàn khu, sau đó sẽ phối hợp với những nhân vật chính phủ lưu vong ở ngoài để tiến tới sự thành lập một chính phủ Phục Hưng. Để thực hiện được việc này, hoạt động quân sự sẽ tiếp tục được củng cố với sự tham gia của các tướng tá lưu vong được Mỹ cho là người trong sạch như là Ngô Quang Trường, Nguyễn Đức Thắng, v.v. Dự tính, nếu thực hiện được những cuộc đổ bộ và những nơi dự liệu thì các toán quân này sẽ cắt đứt lãnh thổ ra nhiều đoạn và khi đó sẽ có những đơn vị lớn hơn võ trang đầy đủ tiếp theo, mở những cuộc tấn công lớn hơn để chiếm lãnh thổ. Nếu thành công thì sẽ đưa chính phủ lưu vong trở về Việt Nam, đặt một quốc gia trung lập, không liên kết ở miền Nam. CIA cũng dự liệu rằng địa điểm đột nhập có thể là bờ biển gần quốc lộ nhất để liên bộ ngay và chiếm quốc lộ. Như vậy thì có thể là miền Trung, các vùng như Sa Huỳnh, Chu Lai, v.v. Trong khi đó, Mỹ sẽ khước từ thi hành nghĩa vụ viện trợ theo đúng Hiệp định Paris, nghĩa là sẽ không bồi thường cho Việt Nam tái thiết, cấm vận Việt Nam, không quan hệ ngoại giao, không mua bán giao dịch và vận động các nước phương Tây, châu Á làm điều tương tự. Đặc biệt là về kinh tế, sẽ gây khó khăn cho Việt Nam, ủng hộ Trung Quốc xung đột với Việt Nam. Mỹ cũng sẽ vận động lôi kéo Trung Quốc, mâu thuẫn, rồi xung đột trực tiếp với Việt Nam và tiến dần đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, không viện trợ cho Việt Nam, ủng hộ Thái Lan, Campuchia, thù địch với Việt Nam và sẽ kích động nhà cầm quyền. Chế độ mới của Campuchia cũng sẽ gây tranh chấp với Việt Nam về biên giới Tây Nam. Như vậy, qua đây ta có thể thấy rằng Mỹ đã có một kế hoạch dài hơi để chống phá Việt Nam trong nhiều năm. Nhưng chi tiết lý giải cho sự thất bại này, kênh sẽ gửi tới các bạn ở một video khác. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cần đặt ra một vấn đề. Đó là liệu những kế hoạch này có còn được thực hiện cho tới ngày hôm nay không? Hãy cùng xem tiếp video để biết nhé! Dã tâm không từ. Về cơ bản, lịch sử về sau đã chứng minh cho những hành động của họ, từ bao vây, cô lập đến kích động hận thù và chiến tranh giữa Trung Quốc, Việt Nam, Khmer Đỏ. Dù chúng đều thất bại, nhưng thực tế chứng minh rằng những kế hoạch này vẫn chưa hề dừng lại, mà chúng vẫn còn đang được thực hiện cho đến tận ngày hôm nay. Dù có thể Việt Nam hiện nay và Mỹ là đối tác chiến lược, Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng chưa bao giờ họ hài lòng về sự hiện diện của chế độ cộng sản trên lãnh thổ hình chữ S. Nếu ta nhìn vào những hành động của họ, có thể dễ dàng thấy được một số phần của kế hoạch này vẫn đang được thực hiện. Mục tiêu đưa cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa trở lại, nhưng chắc chắn là nhắm tới lợi ích của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đầu tiên, đó vẫn là kích động hận thù gây căng thẳng giữa Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia. Với Trung Quốc là tại Biển Đông, nếu chúng ta sâu chuỗi lại các sự kiện từ năm 2014 cho tới nay, thì các bạn sẽ thấy rõ sự khuấy động qua chủ ý của Mỹ. Tháng 5 năm 2014, Trung Quốc nhân cơ hội khủng hoảng Ukraine
đang thu hút sự chú ý của dư luận nên đã đưa giàn khoan để nắn gân Việt Nam. Trong thời gian vụ việc căng thẳng này diễn ra, Mỹ là quốc gia lớn nhất lên tiếng chỉ trích. Ngay năm đó, Mỹ tuyên bố gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải. Đồng thời thì Mỹ cũng rùm beng tuyên bố cho Việt Nam 18 triệu đô để mua tàu tuần tra của Mỹ. Lợi ích cho Việt Nam qua hai động thái này cũng có, nhưng đồng thời nó cũng góp phần chọc cho Trung Quốc tức tối hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó đã được giải quyết qua con đường ngoại giao. Trung Quốc thể rút giàn khoan và kiểm ngư về nước. Sang năm 2015, thông qua các cuộc nói chuyện ngoại giao và các chuyến thăm của hai bên Việt Nam-Trung Quốc, căng thẳng đã giảm xuống. Nhưng ngay sau đó, bộ máy truyền thông của Hoa Kỳ đã nhảy vào cuộc, liên tục hù dọa về mối uy hiếp của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép ngoài Biển Đông. Lúc đó, họ mô tả các đảo nhân tạo sẽ làm một cái gì đó rất ghê gớm. Nếu để nó thành hiện thực, thì Trung Quốc có thể kiểm soát toàn bộ Biển Đông, v.v. Báo chí Việt Nam và Trung Quốc bị kích động bởi các thông tin từ báo chí phương Tây, lại liên tục đăng bài phân tích, bình luận, đe dọa, công kích nhau xoay quanh các đảo nhân tạo, khiến dư luận hai nước cảm giác là chiến tranh có thể bùng phát tới nơi. Sau đợt tuyên truyền hù dọa về các đảo nhân tạo, Mỹ cho thực hiện chiến dịch tự do hàng hải, đi vào khu vực 12 hải lý quanh một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang bồi đắp. Việc làm ấy của Mỹ thoạt đầu tiên khiến cho những người Việt Nam chúng ta có phần vui mừng và hy vọng. Nhưng hậu quả của nó là Trung Quốc chẳng những không dừng tay mà còn tăng tốc quá trình xây dựng để tránh đêm dài lắm mộng. Và cứ sau mỗi lần tàu chiến của Mỹ tuần tra thì Trung Quốc lại cho tàu bè, máy bay ra tập trận, khiến lực lượng vũ trang Việt Nam phải căng thẳng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó với bất chắc. Nhưng rồi sang năm 2016, sau chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc tới Trung Quốc, các căng thẳng cũng đã lắng xuống. Lực lượng chấp pháp của hai bên bắt đầu hạ nhiệt và rút bớt lực lượng của mình ra khỏi vùng tranh chấp. Các tờ báo diều hâu của Trung Quốc như Soha, Hoàn Cầu Thời báo cũng giảm tần suất đưa tin chỉ trích Việt Nam. Đúng lúc tình hình Biển Đông có dấu hiệu lắng dịu, Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ tuyên bố sẽ cùng Mỹ thực hiện chiến dịch tự do hàng hải trên Biển Đông. Dù khi đó họ chưa thực hiện, nhưng lời tuyên bố của Nhật Bản đã hâm nóng trở lại vấn đề Biển Đông. Một câu hỏi cần đặt ra là nếu Nhật Bản muốn thực hiện tự do hàng hải thì tại sao không tham gia cùng Mỹ từ năm 2015 mà lại chờ tới khi mọi thứ dần ổn định trở lại thì mới nhảy vào, đưa tàu to súng lớn vào Biển Đông. Rồi ngay sau đó, các soái hạm của các nước châu Âu như Anh, Pháp cũng nối đuôi nhau tới Biển Đông cùng với danh nghĩa là tự do hàng hải. Và cứ mỗi lần tình hình tranh chấp giữa hai bên lắng xuống thì Hoa Kỳ lại làm nóng nó lên. Mục đích cuối cùng để làm gì? Chẳng phải là xúi bên này đánh bên kia để họ có cái cớ duy trì lực lượng lâu dài ở đây sao? Còn với Campuchia, nhân vật đối lập nổi tiếng là Sam Rainsy là một nhân vật thù địch với Việt Nam. Ông này từng nhiều lần kích động những người ủng hộ mình xâm nhập bất hợp pháp vào Việt Nam. Ông ta còn tuyên bố, cây thốt nốt mọc tới đâu, đất của người Campuchia sẽ trải tới đó, kích động nhân dân Campuchia thù ghét Việt Nam. Ông ta còn nói hão rằng sẽ đòi lại vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đảo Phú Quốc, một phần của đế chế Khmer xưa. Vậy nhưng khi Sam Rainsy thất thế vào năm 2013 và sau đó bị chính quyền tuyên án phản quốc, ông ta đã lập tức được các thế lực người Campuchia ở hải ngoại, chủ yếu là từ Mỹ và Pháp giúp đỡ đào thoát và quay sang chống đối lâu dài từ hải ngoại. Theo ước tính của BBC, có ít nhất là 3 triệu người Campuchia vẫn ủng hộ Sam Rainsy. Tức là khi nào Sam Rainsy còn thì những lực lượng này vẫn còn có tác dụng làm vấn đề quan hệ Việt Nam-Campuchia trở nên căng thẳng. Thứ hai là thành lập các lực lượng chống phá ở hải ngoại. Ở đây là Việt Tân và một số tổ chức khác. Vào năm 1994, khi Tổng thống Bill Clinton xúc tiến quá trình bình thường hóa quan hệ và xóa bỏ cấm vận với Việt Nam, những người thuộc chế độ cũ đã biểu tình phản đối. Bill Clinton đã phát biểu thế này: họ đã chạy trốn khỏi quê hương của họ vì sự hèn nhát. Giờ đây, họ lại muốn trả thù kẻ chiến thắng bằng cách hy sinh lợi ích của nước Mỹ ư? Có vẻ họ không tự nhận thức được thân phận của họ. Ông ta đã nói đúng, họ không tự nhận thức được thân phận của họ. Đương nhiên ý của ông ta không phải nói đến thắng thua của hơn 20 năm trước, mà là thân phận chỉ là quân bài để họ sử dụng mà thôi. Các bạn hãy cùng nhìn vào Việt Tân. Dù Việt Tân
tự xưng là một chính đảng, nhưng thực tế, Việt Tân là một hội đoàn không đăng ký pháp nhân. Tổ chức này không phải là một chính đảng của Mỹ, cũng chẳng phải là một tổ chức được đăng ký hoạt động với nhà chức trách Mỹ, cũng không phải là một tổ chức được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Vậy nhưng khi Bộ Công an Việt Nam liệt Việt Tân vào một tổ chức khủng bố, thì Bộ Ngoại giao Mỹ lại lên tiếng phản ứng ngay. Ngày 7 tháng 10 năm 2016, Bộ Công an Việt Nam xếp Việt Tân vào là một tổ chức khủng bố với những cáo buộc như Việt Tân tuyển mộ huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam, tổ chức đào tạo tấn công cực đoan, v.v. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael McCullough đã tuyên bố rằng không thấy chứng cứ nào để kết tội Việt Tân là khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Việt Tân không bị liệt vào danh sách tấn công cực đoan theo luật của Hoa Kỳ. Điều này thì cho thấy rằng Mỹ vẫn ngấm ngầm đứng sau giúp các tổ chức chống đối hải ngoại còn sức cựa quậy. Mục tiêu thì không khác gì là một con tốt thí. Một là xúc tiến ngoại giao, hai là quân bản chống phá mạnh hơn. Ví dụ, ngay sau sự kiện ở Đắk Lắk, phía Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ phối hợp với Việt Nam để điều tra nếu phát hiện có sự dính líu các tổ chức hoạt động trên đất nước của họ. Việc họ tuyên bố như vậy vừa ngầm khẳng định họ đã chống lưng cho tổ chức này, vừa đưa ra thông điệp ngầm Mỹ sẵn sàng tiêu diệt những tổ chức này nếu Việt Nam ngả về phía họ. Những chiêu trò này về cơ bản là bình cũ rượu mới, tiếp tục dùng những quân bài đã có từ sau chiến tranh Việt Nam, cho tới cuối cùng là muốn Việt Nam phải đi theo quỹ đạo của họ, và trong trường hợp cần thiết thì sẽ trở thành con tốt thí trên bàn cờ nước lớn. Hay nói đúng hơn là Mỹ vẫn muốn chống Trung Quốc đến người Việt Nam cuối cùng. Như vậy thì ta có thể thấy rằng CIA nói riêng hay Mỹ nói chung đã tính kế rất bài bản cho sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa khi nhìn trước thấy khả năng thất bại. Chỉ có điều, mọi thứ đã không bao giờ diễn ra theo ý muốn của họ. Nhưng họ thì cũng không từ bỏ khi kế hoạch hậu chiến vẫn còn được sử dụng cho tới ngày hôm nay.